Xin chào các anh chị, ở video này tôi xin chia sẻ cách chăm sóc các cây môn Caladium sau khi mua về trồng. Thông thường thì các cây môn Caladium khi được bán sẽ được bọc kín trong những chậu và được che chắn bên trên bằng những ly nhựa hoặc chai để bảo vệ phần thân và lá không bị gãy trong quá trình vận chuyển. Ở đây là những cây môn có thời gian vận chuyển là 3 ngày. Và trong thời gian này thì cây gần như không nhận được ánh sáng. Việc đầu tiên tôi sẽ làm sau khi mua về là nhanh chóng tháo bỏ phần ly nhựa hoặc nắp che đậy bên trên để tạo ra độ thông thoáng cho cây. Những cây môn này tôi đã nhận được từ buổi trưa. Tuy nhiên chiều hôm đó do trời mưa, vì vậy tôi đã không trồng nó mà chỉ gỡ ra phần ly nhựa bên trên và để ở nơi thoáng mát, không bị mưa. Và chờ đợi đến hôm sau khi trời khô ráo thì mới đem ra trồng. Và ở đây có thể thấy là sau 3 ngày vận chuyển cây không nhận được ánh sáng, thì một số cây hoặc một số giống có trồng lá sẽ chuyển sang màu vàng nhạt và rụng dần, lý do là cây không nhận được ánh sáng. Do đó màu sắc của lá đã thay đổi và nhạt dần. Và đối với những lá này thì rất dễ phát sinh mầm bệnh và gây ra hiện tượng là thối nhũng ở phần thân và lá. Và với lý do đó, tôi sẽ cố gắng giữ cho những lá môn Caladium sau khi mua về được khô ráo. Và hôm nay thì trời đã khô ráo và có nắng, do đó tôi sẽ tiến hành cắt bỏ phần keo và bọc đã được quấn trong quá trình vận chuyển. Ở đây thì các cây đã được bao bọc rất kỹ. Và bên trên của mặt giá thể trồng cũng được phủ thêm một lớp khăn giấy ẩm để tăng độ ẩm cho các cây môn. Lý do là các cây môn thuộc loại Caladium có khả năng chịu ẩm cao. Và cây cần độ ẩm nhất định để bộ lá của cây được tươi, không bị khô héo. Và sau khi đã tháo phần băng keo quấn, những chiếc lá bị hư hỏng sẽ được tôi loại bỏ ngay từ thời điểm này. Và ở cây môn thà này thì một chiếc lá mới đã chuẩn bị mọc lên, tôi sẽ cố gắng dưỡng để lá tiếp tục phát triển tốt. Ở cây thứ hai thì bộ lá gần như còn nguyên vẹn và không hề bị hư hỏng. Và ở đây khi quan sát có thể thấy là giá thể trồng có vẻ là sình non, bùng non trộn với một loại lá, cái này là lá còng hay còn gọi là lá me tây, đã được ủ hoai mục và một ít phân tan chậm.
Đây là hình dáng và màu sắc của cây môn Caladium thứ ba. Cây này thì có được 4 lá. Và đây là cây môn Caladium thứ tư. Kế bên có thêm một cây con và màu sắc của cây này có thể là một loại khác so với cây chính giữa. Và ở chậu này thì một số rễ non đã bắt đầu phát triển ra đáy chậu. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển thì rễ này đã bị hư hỏng và đã bị dập. Và đây là cây cuối cùng. Cây này thì có được 3 lá và một lá non thứ tư bắt đầu phát triển. Sau khi đã tháo bỏ phần ly nhựa và bọc ni lông quấn bầu cây thì những cái môn Caladium này sẽ được tôi đặt ở trong một cái lều để che mưa. Việc này sẽ cố gắng giữ cho phần lá của cây sẽ được khô ráo dù trời mưa. Ngoài ra thì tôi sẽ sử dụng một đĩa nhựa nhỏ để chứa nước. Sau đó sẽ đặt chậu môn lên. Phần đĩa nhựa này sẽ cung cấp một lượng nước nhất định để cho giá thể trồng của các cây môn này luôn ẩm ướt. Và đối với những cây môn Caladium này, trong thời gian sắp tới, khoảng hơn một tháng tới, thì tôi chỉ bổ sung thêm nước từ đĩa nhựa bên dưới mà không tưới làm ướt phần lá bên trên. Cuối cùng, tôi sẽ pha 0,5 gram cơm cát hòa chung cùng 1 lít nước để tưới ẩm phần giá thể trồng của các cây môn để giúp cho cây môn Caladium nhanh chóng phục hồi sau quá trình vận chuyển. Và khi phun thuốc thì tôi chỉ phun ở phần giá thể trồng mà không phun làm ướt phần thân lá, đồng thời chỉ phun ở phần thành chậu, không phun ngay vị trí của gốc cây môn Caladium. Trên đây tôi vừa chia sẻ quá trình tôi chăm sóc các cây môn Caladium sau khi mua về trồng tại vườn.